VinRow block Lương Minh Trang sau phát ngôn, mình vẫn sẽ bảo vệ Trang. Thông tin VinRow và Lương Minh Trang chính thức ly hôn sau 6 năm chung sống đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nói về nguyên nhân chia tay, cả hai đều cho biết hiện tại đã hết duyên và quyết định rời nhau trong hòa bình. Chuyện cũng đã qua lâu, chỉ là hiện tại chúng tôi mới công khai thôi. Sau này mình và Trang vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần, mình vẫn sẽ bảo vệ Trang, VinRow viết trên trang cá nhân. Tuy nhiên, hậu tuyên bố ly hôn, Lương Minh Trang đã lên tweet trách móc ai đó chuyện bỏ rơi cô một mình khi cô cần người bên cạnh an ủi động viên thì chẳng thấy đâu. Hay gần nhất, nữ ca sĩ ức mở chuyện chồng cũ đã block mình trên mọi mặt trận, chính thức chấm dứt mọi mối quan hệ. Trò chuyện với dân mạng mới đây, Lương Minh Trang để lộ chuyện vừa bị chồng cũ block tài khoản Facebook. Cụ thể, một tài khoản tâm sự với nữ ca sĩ. Bên bài của anh Vinh thấy bạn bè ổng vô bình luận kiểu lỗi do chị Trang nên mọi người mới tự nghĩ ra. Thôi cố lên nha chị, mãi xinh đẹp hát hay. Giọng ca tang bất ngờ đáp, chị bị block rồi có thấy được gì đâu. Chưa hết, nữ ca sĩ 9X còn cập nhật story mới vào chiều nay 29 tháng 7 với những lời thắc mắc chất chứa tâm trạng. Muốn bảo vệ em mà block em là không được rồi. Những lời này của Lương Minh Trang được cho là nhắn gửi đến chồng cũ. Với những diễn biến mới, nhiều người cho rằng câu chuyện ly hôn của cặp đôi có những khúc mắc chưa được hóa giải, drama có thể kéo đến trong thời gian tới. Trước đó, cặp vợ chồng này được nhiều người ngưỡng mộ khi liên tục khoe những khoảnh khắc quan tâm chân thành đến nửa kia. Chính Minh Trang cũng từng thừa nhận, chồng cũ là người tuyệt vời còn sót lại trên thế gian. Hai người không ít lần tranh cãi vì thói quen cũng như tật xấu của đối phương. Lương Minh Trang có tính hay quên nhưng không thừa nhận. Đến điểm VinRow từng định lắp camera trong nhà để vợ không cần đường chối cãi. Anh từng bị vợ ca sĩ mắng. Bộ anh là đàn bà hay sao mà so đo mấy chuyện này? Lương Minh Trang từng nói, VinRow ở dơ và hay nhõng nhẽo như trẻ con khi ở nhà. VinRow và Lương Minh Trang từng chia sẻ việc muốn có con sớm, nhưng vào năm 2019, sự nghiệp của VinRow vụt lên nên muốn hoãn vài năm nữa. Thành viên nhóm 2 Pop TV từng tâm sự, dạ chưa dám có rồi lỡ bà đi bà bế thằng nhỏ vấp té rồi sao? Sau đó anh còn nói thêm muốn ổn định chuyện nhà cửa, mua một căn nhà mới cho hai vợ chồng rồi mới tính đến chuyện con cái. Giữa lúc công khai ly hôn, đoạn chia sẻ của VinRow về bạn gái cũ trước mặt vợ trong một chương trình cũng bất ngờ được netizen đào lại gây chú ý. Cụ thể trong chương trình, bài hát đầu tiên với nhân vật chính là Lam Trường, VinRow đã thoải mái kể về kỷ niệm với người cũ, mặc cho lúc này bà xã đang ngồi cạnh. Em không hẳn là anti-fan, nhưng em tức Lam Trường lắm mà không làm gì được. Thời gian đó em còn khá nhỏ, bạn gái cũ của em là một fan cứng của anh Lam Trường, mê mẩn anh ấy lắm, suốt ngày lưu hình trên máy tính. Em tức ở chỗ bạn gái em để hình anh Lam Trường làm hình nền máy tính, còn hình em thì cất tiếc ở một ổ đĩa nào đó không tìm ra. Thậm chí bạn gái cũ còn bắt em phải hát những bài hát của anh Lam Trường cho nghe, em không thích nhưng cũng bấm bụng hát. Thực ra em rất quý anh Lam Trường, nhưng mỗi lần nhớ đến anh ấy, cảm xúc trong em lẫn lộn lắm. Em rất ám ảnh vì bạn gái còn bắt em phải hát sao cho giống anh Lam Trường nữa, khó khăn lắm. VinRow kể chuyện bạn gái cũ yêu mình nhưng mê đắm Lam Trường. Cuối cùng cây hài của Bác TV chốt, bây giờ em còn tức chuyện này thì em có lỗi với vợ em lắm. Tại chương trình cũng có sự góp mặt của bà xã VinRow, Lương Minh Trang tỏ ra khá thoải mái vui vẻ với câu chuyện giữa chồng và bạn gái cũ, trong khi VinRow bị soi, kể chuyện người cũ nhưng vẫn e dè khi nhiều lần liếc mắt nhìn Minh Trang.